Xong chụp riêng xua bong bôn tỏ kìa. Xin chào các bạn ha. Xin chào các bạn. Mình đã mua một cuốn sách để tự học tiếng Campuchia, tiếng Khmer. Nhưng mà cuốn sách này rất là dễ hiểu và dễ đọc. Do đó mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Mình cũng học từng bài một. Để mình cũng học, các bạn cũng học theo mình nhé. Với nó bài một. Tiếng mình mua sách như vậy nè. Sách của tác giả tự học tiếng Campuchia của giáo sư Ngô Chân Lý, tự học chữ Khmer, riêng Aksor Khmer đôi luôn em. Giờ đến tiếng Khmer hôm nay là mình sẽ học bài 1, các bạn sẽ học bài 1 ha. Là phụ âm, phụ âm gồm có hai chữ, chữ co và chữ kho, và nguyên âm là sra, sri, sra, sở, sở âm, sở ống, sở âm. Đấy. Các bạn phải luôn chú ý đến các vị trí của từng nguyên âm. Vị trí nó lúc nào nó cũng đứng ở sau hoặc là bao bọc lại phụ âm. Ngữ vựng này chúng ta sẽ học có, chúng ta kêu có là người ta hiểu rồi, cái cổ rồi ha. Có á, gà, cá là cá tức khá, cá có a cá rô, gà, gà nghe, công việc á, công việc mình làm. Có ốm, cùm, có, có e kê rô, kê, có kê. Bên này sẽ có chữ khó, khó, có cá ha. Có ấm khom, có sẽ khe, có sở khô, có ấm khom. Mình đánh dần thôi, bây giờ mình đọc ha. Có cá, cá cúm, có kế, có khom, khe, khô, khom. Và cái phần tập đọc sẽ có cá, cá cúm, có kế, khó, khom, khê, khô, khăm. Cái này là đọc là khanh, khanh là dấu chấm á, hey, dấu chấm trong tiếng Khmer là dấu chấm. Có, có ống, cùm, có ấm, khăm, có ố khô, cùm khăm khô, đừng cắn cái quần. Có ấm, khăm, có y kê rô, kê, khăm, có kê, cố gắng, cạp. Có ống, cùm, có ấm, khăm, có ống, cùm, có ấm, khăm, cos am khăm, cos o khô, cúm khăm khô, đừng cắn cái vừng. Các bạn sẽ có cái từ vừng hết trơn, cái này là chỉ gáp lại một số từ thôi, do đó các bạn sẽ đọc được hết. Bây giờ mình sẽ ôn lại ha. Có kho, sra, sri, sra, sra o, sra om, sra um, sra am. Các bạn nhớ nha. Trong này hôm nay chúng ta học có hai chữ phụ âm và bao nhiêu nguyên âm? 1 3 4 5 6 7. 7 nguyên âm. Trong tiếng Khmer thì có 33 phụ âm và 24 nguyên âm. Do đó hôm nay học được 7 nguyên âm và 2 phụ âm. Ok. Có, kho, sa, 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 sở, sấm, súng, sầm. Bài học hôm nay là hết rồi. Xong chấm riêng lia bong bóng tặng o cái nha. Hẹn gặp nhau ở bài số 2 nha. Xong chấm riêng lia.